các bạn đến kênh của mình nha. Hôm nay mình đang có mặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thì mình đang có mặt tại địa điểm hết sức là thú vị nha bạn. Thì đây là ở sau lưng mình, đó là cây dầu dù. Cây dầu dù này rất là lâu năm, khoảng là 7-800 năm các bạn. Thì cây dầu dù này là rất là linh thiêng và cũng được rất là nhiều người ở trong nước và ngoài nước đến thắp hương và cầu mong sự may mắn các bạn. Đây là cây dầu dù, cái gốc có gốc rất là to, bạn xem là cái gốc rất là to, và được người dân hàng ngày đến đây thắp hương rất là nhiều luôn các bạn. Rồi bây giờ mình mời mọi người theo chân mình để cùng tham quan cây dầu dù này, nó to như thế nào và nó thú vị như thế nào các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn theo chân mình để quan sát cây dầu dù này nha. Rồi. Ở đây người dân thường gọi cây dầu dù hay còn gọi là cây dầu rái đó các bạn. Ngoài miếu thờ ông Tà còn rất nhiều những chân hương cắm chi chít vào các gốc cây. Đó, hình ảnh đó là cái những cái rễ gốc cây đó được cắm hương đó các bạn. Đó là do người dân trong vùng thắp hương cầu xin thần cây ban cho may mắn rồi bình an. Ngoài ra đằng sau miếu ông Tà còn một tấm biển ghi rõ là quý khách tham quan là xin đừng bốc bỏ, gỡ bỏ cây đất bạc. Người dân giải thích về tấm biển này thì người dân cũng cho biết là đồng bào dân tộc Khmer rất là sùng bái cây dầu dù này các bạn, với quan niệm rằng là cây sẽ đã sống gần 1.000 năm nên có sức mạnh thần kỳ. Bà con thường bóc vỏ cây về nấu nước uống nhằm chữa bệnh và cầu tuổi thọ. Có thời gian xuất hiện tin đồn là uống nước từ vỏ cây dầu còn sống lâu năm này thì có thể chữa bách bệnh, thế nên người dân kéo đến bóc vỏ cây rất là nhiều, đến mất thân cây loang lổ như bị thương. Thì người dân ở đây thì quá đau xót, thì người chủ vừa chủ trồng cây mới đề tấm bảng là để ngăn dân người dân đến bóc vỏ cây đó các bạn. Người dân cũng chia sẻ là cái khu đất và cây dầu dù này rất là linh thiêng, đã có chủ. Thì ra là sau ngày giải phóng là một gia đình dân tộc Khmer đã được cấp đất tại khu vực có cây dầu dù để canh tác sinh sống. Nhưng vì nghe những lời đồn thổi trên những không dám trồng trọt hay sinh sống tại đây. Tới năm 1994 thì trong một lần đi tìm đất canh tác thì cái người dân địa phương đi qua thì khu vực cây dầu dù này nhìn thấy hình thù kỳ lạ của một cổ thụ nên quyết mua cái mảnh đất này với giá là 8 cây vàng. Và sau khi mua thì ông chủ đất chỉ cải tạo lại khu đất quan này cho sạch sẽ, không có ý định canh tác. Vì thấy có nhiều người lại cho rằng là ông ném tiền qua cửa sổ. Hàng ngày là khi rảnh rỗi thì vị chủ đất vẫn chạy xe tới đây để nhìn ngắm cây dầu dù. Trước sự việc của một số người mê tín thì cho rằng cây tỏ linh khí, có khả năng chữa bách bệnh, nên mỗi lần đến lại bóc vỏ cây về mang về thì nấu nước uống, xem như là điều may mắn. Và cái người chủ đất thì cũng hoàn toàn là tin tưởng, chính vì thế là ông đã treo biển nhằm cảnh báo cho người dân biết về là nó là không, cây có thể là không thể chữa bệnh được. Và dần dần thì chia sẻ của ông thì người dân dần dần bỏ thói quen lấy vỏ cây về chữa bệnh, và đặc biệt là các vị công niên đều chung ý nghĩ là chuyện câu dần cây dầu rái này thì có hình dáng khác nhau, thường là sống lâu năm là sự thật. Bà con chỉ coi đó là biểu tượng về mặt văn hóa chứ không phải gắn với hiện tượng mê tín dị đoan.
Việc cần làm là chung tay vào bảo vệ, chăm sóc để cây xanh tốt lâu dài, sống thọ mãi. Và đặc biệt cây dầu dù này cũng có cái nguồn gốc lịch sử hết là rất là đặc biệt. Là ngày xưa là quân giặc đem người đến chặt hạ cây này, xong là nhát búa vừa chém vào vỏ thì cây bỗng dưng lên tiếng dữ dội, từ vết chặt chảy ra thì chất mù đỏ tươi như máu. Quá sợ hãi thì người đàn ông đem búa ôm đầu bỏ chạy. Và đặc biệt là cũng có nhiều câu chuyện về tâm linh về cây dầu dù này. Nếu các bạn có dịp đến Trà Vinh thì ghé ngang Châu Thành, đường Sơn Thông để ghé chiêm ngưỡng cây dầu dù này nhé các bạn. Và những mẫu chuyện hết sức là kỳ bí về cây dầu dù này. Cái cây này khoảng bao lâu rồi cô biết không? 700 năm rồi ạ. Mấy trăm năm rồi mà cái này gọi là cái gì? Cây dầu dù phải không? Cây dầu dù. Dạ, gọi cái miếu đó là người ta thờ ông tà đó. Con có thấy ổng chưa? Chưa, con chưa thấy. Thấy con vô. Dạ chút xíu con vô. Dạ cây dầu đó là phải mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm à. Ở 100 mấy 200 hay gì lâu lắm rồi. Mà ở đây con nghe là người ta ở các nước khác lại đây dái cuốn dái luôn. Ở đây trưa mát. Ở sớm là cô gửi đây đốt nhang rồi. Mới đốt nè. Dạ mới đốt nhang rồi. Rồi con quay cái đó gì vậy? Dạ con quay cái dầu dù này nè, con nghe nói vậy đó. Ở đây là mỗi ngày là có người ta lại đốt nhang luôn ông tà luôn. Dạ. Mỗi ngày luôn. Rồi ở đây có khi nào ta lại ta cúng ta giái ông tà rồi khấm khá hơn không? Là sao? Là người ta lại ta cúng giái rồi ta lại trả ơn đáp lễ gì không? Thì có như ta cúng khi cúng gà, cúng vịt rồi vậy vịt đó. Vịt luôn. Dạ. Ở đây là đáp ơn mình không biết đền ơn gì, mình không thấy tiền bạc gì đâu, mình không thấy. Dạ không thấy mà lại ta cúng lễ thôi, cúng heo gà đó. Cúng nhóc luôn á, ở đâu Sài Gòn cũng xuống rồi đó. Sài Gòn luôn. Dạ. Dữ vậy hả? Rồi ta đi lại. Rồi ở đây người ta mỗi ngày nó mỗi lợi hay sao con? Mỗi ngày mỗi lợi, tại con lại chưa đứng lúc á. Dạ. Xe đậu dài dài luôn á. Mà người ta qua có nhầm lúc buổi hay là sao con? Hay là lúc nào nó muốn đi ta đi giấc trưa giấc sáng ha? Thì mỗi lần thì ta lại giấc sáng không à? Dạ. Giấc sáng không? À. Ở đây con cũng nghe nói là rất là linh luôn. À. Dạ. Ở đây là người ta cái cây này người ta thờ cúng lâu lắm rồi phải không? Dạ. Dạ. Đó, cái miễu vậy đó thôi. Dạ. Ở đây thấy khung cảnh ở đây nó rất là mát nè. Mã người cúng là người dân tộc mình lại hay là người Việt có không? Dân tộc, rồi người Việt cũng người có. Việt cũng có luôn. Dạ. Ở đây cô sống ở đây gần đây mới gần dưới ha. Dạ thì chị cũng nghe tao nói lại thôi. Dạ dạ. Rồi chị nói lại con hỏi gì nói thôi. Dạ. Nói chuyện. Cái miếu đó là người ta làm lâu chưa cô, cái miếu đó ha? Cái miếu này thì biết là chắc với bà bán cái số này nè. Dạ, là gần hơn hả? Là gần hơn gì với cái chủ đất này nè. Ồ vậy hả? Thì là cái miếng đất này là của người ta hiến luôn đó, ta để nó luôn. Chắc ta để thờ vậy đó. Dạ. Ồ, ở đây cái khung cảnh ở đây nó rất là mát, có cái miếu đó hoài luôn. Mát lắm con ơi. Dạ. Đẹp chứ. Để nó giống cây dù với con. Giống cây dù. Dạ. Thấy ở đây cái xe cộ ngang tấp nập nè. Rồi cô ơi, cô lại cô cúng vậy là có khi nào thấy báo mộng gì không? Nói gì chưa thấy. Dạ. Bị nghe nói không à. Dạ. Rồi đi vậy thôi. Vậy là ở đây ta đợi ta cúng là cầu cho sức khỏe thôi. Dạ. Mà ở đây con thấy là các vị sư rồi lại cúng thường lắm. Dạ.
là đợt trước con Lợi con nghe nói là ở bên Campuchia qua luôn, à, qua tới đây bên đây luôn. Dạ. Cũng như Linh là Linh cho khỏe mạnh rồi mình ăn được rồi vậy thôi. Dạ. Thôi vậy đó. Vậy là cô đi ngang mỗi ngày đi ngang tiếng đường này là cô ngang ghé đốt ngang cho ông Tà hết. Đứng ngang cho ông Tà. Hộ cho mạnh giỏi con ơi. Dạ. Bây giờ biết nói gì nữa giờ. Vậy là bên đây là chủ bán vé số là chủ đất bên đây. Chắc chủ hay là dòng họ gì dạ. Cũng không rành đi ngang nghe nói rồi ngủ một phê vậy nè. Dạ. Nghe nói rồi vậy đó. Cái đó người ta đốt ngang ngoài gốc cây hả cô? Ừ, thấy ở ngoài. Gốc cây đó. Dạ.